Chào mừng các bạn đến với Điện tử tương lai. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một chiếc đồng hồ Wing Apex ET8101. Thì chiếc đồng hồ này có nhiều tính năng, được thiết kế nhỏ gọn, cực kỳ bền và có mức giá khá là rẻ so với những tính năng mà nó sở hữu. Đầu tiên về mặt tổng quan thì chiếc đồng hồ này là auto rang, tức là nó sẽ tự chọn thang đo cho mình. Ví dụ như ở đây, đây là những chiếc đồng hồ bình thường này. Các bạn sẽ quan sát được, đó là trên mặt của nó, ví dụ như thang đo một chiều nó sẽ chia thành các móc 600 mV, 6V, 60V, 600V vân vân. Thì khi mình đo thì mình phải đặt đúng vào cái móc đó, mình sẽ xây đúng vào cái móc đó. Còn những chiếc đồng hồ auto như thế này á, thì các bạn chỉ cần chọn đúng thang đo và các bạn đặt wheel vào đo thôi, mà không cần phải chọn các cái thang đo nhỏ hơn. Ngoài ra thì đặc điểm nổi bật của chiếc đồng hồ này đó là nó có khả năng tự động test và đo True AMS. True AMS tức là sao? Ở đây có cái chữ True AMS này. Ở đây các bạn có thể quan sát sơ đồ của mình. Với chiếc đồng hồ thông thường thì nó sẽ đo chính xác ở sóng sinh, còn khi gặp cái sóng vuông hoặc là các cái sóng của diode thì nó sẽ bắt đầu có sai số. Ở sóng vuông thì sai số của nó là 10%, tức là nó sẽ đo cao hơn khoảng 10%. Còn ở sóng của các diode thì thậm chí sai số nó đạt đến 4%. Để phục vụ trường hợp này thì người ta sử dụng các đồng hồ True AMS như thế này. Thì những chiếc đồng hồ như thế này nó sẽ không có sai số khi mà đo các cái sóng vuông hoặc là diode. Điều này rất quan trọng trong thiết kế. Vì vậy những chiếc đồng hồ mà True AMS nó sẽ có giá thành cao hơn so với những chiếc đồng hồ thông thường. Đó là khi mình cầm chiếc đồng hồ của mình trên tay thì rất là nhỏ gọn đó, cầm rất là vừa tay nè. Thì chiếc đồng hồ này bố cục của nó thì gồm có 3 phần. Đầu tiên là các cái nút nhấn điều khiển. Ở trên này thì tí nữa mình test thì các bạn sẽ hiểu được tính năng của từng nút. Tiếp theo là cái phần điều khiển chính của mình. Mình sẽ đo được từng thang đo ở trên cái phần này. Phần cái này là để mình gắn dây. Thì bây giờ thì mình sẽ test từng tính năng cho các bạn cùng xem. Đầu tiên là mình đo xoay chiều. Đây, mình sẽ dùng hai quay này. Mình đo điện áp 220V. Ở đây là 214V. Thì tại đây các bạn có thể nhấn giữ nút hold để nó sáng đèn lên. Đó, như vậy. Các bạn có thể nhấn sleep để đo được tần số. Tần số của mình là 50Hz nè. Bật lại. Đó, nó sẽ hiển thị lại điện áp của mình. Các bạn có thể nhấn hold một lần để nó giữ giá trị này. Và khi các bạn đặt quay ra nó vẫn giữ giá trị để mình đặt. Thì bây giờ mình sẽ đo điện một chiều. Thì mình sẽ chuyển sang thang đo một chiều này. Thì cái này khá đơn giản, là mình sẽ đo một pin một chiều 9V như thế này. Đó, điện áp của nó là 9.8V. Ở cái thang đo điện áp thì các bạn có thể sử dụng một tính năng map và min này. Thì mình sẽ sử dụng để các bạn dễ hiểu nhất. Đầu tiên ví dụ như là mình đo điện áp của mình là đây, điện áp của mình là một cái điện áp nó thay đổi liên tục. Ví dụ như một cái sóng hoặc là một cái dòng điện đó mà nó thay đổi liên tục. Thì bây giờ điện áp của mình là 14.2 này. Điện áp bây giờ hiện tại của mình là 14.2. Đây, 14.2, 14.3 này. Thì ví dụ như ở đây mình nhấn vào chữ mát. Đây là mát của mình nè, đang hiện chữ mát. Thì khi mình xoay thì điện áp mình sẽ tăng. Còn khi mình giảm thì điện áp mình nó vẫn giữ nguyên. Tức là trong cái lần đo này của mình nó sẽ hiển thị được cái điện áp cao nhất mà mình đang đo. Đó, nghĩa là chữ mát á. Cho dù mình giảm cỡ nào thì điện áp của mình vẫn không thay đổi, bởi vì nó sẽ đo được cái điện áp cao nhất của mình hiện tại là 17.5. Còn khi mình tăng cao hơn 17.5 thì cái giá trị này nó sẽ thay thế vào giá trị max, tức là bây giờ 18.7 là giá trị cao nhất này. Đó, cứ như vậy. Còn bây giờ này, mình bấm sang min, min thì ngược lại với max. Hiện tại điện áp thấp nhất mà mình đo được là 14, là 12, 12.1. Thì dù các bạn tăng lên điện áp cỡ nào, điện áp của mình đo được vẫn là 12.1, bởi vì nó đang tính là mình đang đo điện áp thấp nhất. Bây giờ mình giảm dưới 12.1. Đó, thì bắt đầu nó giảm xuống này, bởi vì đây là điện áp thấp nhất, bây giờ là 9.5, 9.3, 9.2. Bây giờ mình tăng lên cũng như vậy thôi. Nhưng mà nếu mình dưới 9.2 thì nó sẽ lại giảm. Tức là hiện thị cho mình điện áp thấp nhất mà từ nãy giờ mình đo. Kiểu như vậy. Thì cái thang đo này rất thích hợp để các bạn nào mà đo ở các cái xung mà nó thay đổi điện áp liên tục. Cứ lên xuống thì nó sẽ cố định cho mình cái nào mát, cái nào min. Bây giờ thì mình sẽ đo điện trở. Mình chuyển sang thang đo điện trở này. Sẽ bắt đầu đo, bắt đầu nó sẽ ở chế độ auto nè. Nó sẽ tự dò cho mình. Ở đây là 46 ohm. Thì mình có thể nhấn nút range này để mà mình chuyển sang cái chế độ khác. Ví dụ như đây là ohm nè, bây giờ mình chuyển sang kilo ohm thì nó sẽ được giá trị là 0.046 kilo ohm. Đó, tương tự như vậy. Khi mình nhấn thì nó sẽ ra các cái giá trị khác. Ví dụ như đây là mega ohm là không luôn, bởi vì nó không có đo được cái độ lớn của nó quá lớn. Đó, đây là giá trị đúng của mình nè. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đo tụ.
Để đo tụ thì các bạn chuyển đến thang đo trở, các bạn nhấn slip. Các bạn nhấn đến khi nào mà nó hiện ra cái thang đo tụ, đây là NF tức là đang đo tụ đó. Mình sẽ biết đầu đo này, nó sẽ tự động xác định giá trị cho mình luôn. Thì con tụ này của mình là 680 UF. Đó, thì giá trị đo của mình được là 689 microfarad. Thì với những con tụ có giá trị nhỏ, ví dụ như con tụ này của mình, con tụ gốm 101 có giá trị là 100 picofarad. 100 picofarad là bằng 0.1 nanofarad đó. Mình sẽ đo để các bạn cùng xem này, nó có một điều đặc biệt. Mình đo thì nó sẽ có giá trị là 0.125 nanofarad, tức là nó bị sai số, là bởi vì cái que của mình nó có điện dung. Bởi vì giá trị này nó quá nhỏ. Nếu như giá trị nó lớn một tí thì cái sai số này nó không quan trọng. Thì để mình được cái giá trị chính xác nhất thì người ta sẽ nhấn nút real này. Nó hiện lên chữ real này, các bạn thấy không? Đó. Thì nó sẽ bỏ qua giá trị điện dung của cái que đo của mình. Thì đó mình sẽ đo được giá trị chính xác nhất. Bây giờ mình đo này. Đó, giá trị này chính xác nhất của mình này. 0.1 nanofarad. Đó. Là tương đương với 100 picofarad. Tiếp theo thì mình đo thông mạch. Thì để đo thông mạch thì các bạn nhấn slip tại cái mục đo trở. Đây hiện lên ký hiệu đo thông mạch này. Đó. Thì khi mà cái mạch của mình nó thông thì nó kêu. Còn khi dây của mình đứt thì nó không báo gì hết. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang thang đo diode. Thì tương tự thì tại thang đo trở các bạn nhấn slip. Nghe đến khi nào mà hiện ra biểu tượng diode. Thì tại đây mình sẽ đo diode này. Mình sẽ thử nghiệm với những con led. Đó, 1.6V. 1.6. Đó là 1.8. Đó, như vậy. Tiếp theo là thang đo tần số. Các bạn chuyển sang thang đo tần số. Ở đây mình có một cái mạch phát xung. Tần số hiện tại của mình là 213. Đó. Mình sẽ biết đo này. Đó, nó đo được tần số là 214 Hz. Mình sẽ thay đổi tần số một tí. Năm trăm chẳng hạn. Đó, tần số của mình là 550. Tiếp theo là đo dòng. Thì mình sẽ đo dòng của cái motor này. Thì để đo dòng thì đầu tiên các bạn chuyển sang thang đo dòng và các bạn mắc nối tiếp. Ở đây là cái động cơ của mình đối với nguồn. Thì một dây nguồn mình sẽ nối với một dây động cơ như thế này. Còn dây nguồn còn lại mình sẽ nối với một dây của que đo đồng hồ. Ở đây mình sẽ nối với que đèn này. Và dây còn lại của động cơ mình sẽ nối với que đo đồng hồ còn lại. Đó, như thế này. Các bạn lưu ý là mình sẽ chuyển sang thang đo 10A nhé. Mình sẽ chuyển que đỏ từ bên này này, chuyển sang thang đo 10A. Cho nó check in bởi vì motor mình thì mình cũng không rõ bao nhiêu A. Rồi bây giờ mình sẽ bật nguồn. Đó thì nó xây rồi đó. Thì ở đây mình đo được là 0.3A này. Tiếp theo là chức năng test. Thì các bạn vặn thang đo sang mục test. Tại phần này thì các bạn chỉ cần sử dụng một que đo thôi. Đó. Rồi các bạn đo ổ điện của mình nè. Đây, đây là bên nguội nè. Còn bên nóng thì nó sẽ báo. Tức là xác định dây nóng nguội của điện 220V đó. Tiếp theo là tính năng NCV. Thì tính năng này là để mình dò điện á. Thì các bạn chuyển thang đo sang NCV. Thì khi không có điện thì nó sẽ báo một tiếng một như thế này. Còn khi có điện này, khi mình phải gần ổ điện này. Đó, nó báo nhanh hơn. Còn khi mình gần tải này. Đó, khi mình gần cái thiết kế của mình thì nó sẽ báo rất là nhiều. Đó, như vậy. Thì đây là chiếc đồng hồ của mình sau khi mình đã tháo vỏ ra. Đó là mặt trong của nó này. Bên trong của nó gồm có hai cầu chì. Một cái cầu chì là 100mA 250V. Một cầu chì là 10A 250V. Thì hai cầu chì này nếu các bạn mà cái đo nhầm thang đo hoặc là đo bị quá dòng thì nó sẽ bị đứt cầu chì. Thì các bạn chỉ cần thay cầu chì này là xong. Tức là đồng hồ mình nó sẽ không bị ảnh hưởng, nó không bị hư hỏng gì cả, nó chỉ bị đứt cầu chì thôi. Đó, thì các bạn chỉ cần thay cầu chì là sửa được.
chứ đừng có thấy mà đo nhầm thang đo nó bị cháy mà bỏ luôn cái đồng hồ là các bạn sai đó, thì mình chỉ cần thay cầu chì thôi. Rồi video review của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu còn tư vấn hay có ý tưởng gì mới lạ để lại bình luận ngay bên dưới. Và đừng quên like và subscribe kênh của mình để theo dõi các video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.